TSS Channel. Chương Trương Nhược Trần còn sống. Sau khi rời đến trường thành Bắc Trạch, mùa đông côn luân giới rét lạnh hơn rất nhiều. Vừa qua Hàn Lộ, dãy núi Họa Tông đã được bọc trong màu trắng bạc, tuyết động quá đầu gối dọc theo vách đá dựng đứng. Đỉnh Chu Sa mất đi màu đỏ tươi, chỉ có thể ngẫu nhiên trong gió lạnh nghe được tiếng đọc chữ của học sinh nho đảo. Có lẽ là ở Bạch Y Cốc quá lâu, bàn nhược có thói quen một thân áo trắng nàng đi trên cổ đạo tan trong gió tuyết dọc theo đường đi không gặp người đi đường khác đi lên đỉnh núi cao nhất họa tông chu sa đình rốt cục nhìn thấy cây trà cổ thánh đạo nhiều lần kiếp ba kia mùa đông giá rét không khô hương trà phiêu đãng thiên địa mỗi một phiến lá cây đều xanh biếc như ngọc tản ra quang huy như thần tinh bảo ngọc cây thánh đạo cổ trà này là đệ tứ nho tổ lúc còn trẻ trồng trăm vạn năm mà hóa thần mộc chính là nho đạo tinh thần tượng trưng đào tiết động thật dày. Bàn nhược lấy ra nắm bùn đất mang về từ hôi hải. chôn dưới tàng cây trà cổ. Cảm nhận được khí tức của đệ tứ nho tổ. Lá trà cổ rung động. Rơi xuống mưa ánh sáng. Phát ra âm thanh bi uyển nức nức nở. Gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương. Sinh ra ở đây. chôn ở đây. Nho tổ đạo trùng bất diệt. Trong gió có thanh âm truyền đến. Chỉ giao từ đan thanh các đi ra. Lạc thủy hàn cùng cửu thiên huyền nữ đi theo phía sau. Bàn nhược xoay người đi. Thần sắc rất bình tĩnh, nói, sư tôn cũng ở Họa Tông, sinh từ đạo trưởng giao thiên hạ đại bạch đồ cho ta. Để ta thay đệ tứ nho tổ tìm một người thừa kế. Chỉ giao đi vào trong tuyết, đứng đối diện bàn nhược, nói, sống sót trở về là tốt rồi, kể tỉ mỉ cho ta nghe chuyện bên hôi hải. Bàn nhược nói, côn lôn giới, hoặc là kiếm giới, là nơi có thể yên tâm nói chuyện sao, sau khi sự kiện 72 tầng tháp này phát sinh. Ai cũng biết, kiếm giới không an toàn. Ẩn giấu có một tôn siêu nhiên cường giả. Hồ, đứng trên đỉnh Chu Sa. Vừa nhìn đã thấy núi non nhỏ. Trong thương mang, xa xa trên mặt đất. Từng ngọn núi tiết trắng cao thấp chẳng chịt. Lan tràn tới phía chân trời. Chỉ giao đương nhiên biết thủy tổ đáng sợ như thế nào. Long lần ẩn núp trong thần cảnh thế giới của đế tổ thần quân. Đều bị sinh từ đạo trường thấy rõ. 72 tầng tháp mảnh vỡ phân tán ở vô biên vô hạn tinh hải, bị khắp nơi cường giả che giấu cùng chấn áp, nhưng vẫn là bị vô hình lực lượng mạnh mẽ lấy đi. Tất cả lý luận và quy tắc, đối mặt với thủy tổ, tựa hồ mất đi ý nghĩa, rào, 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 từng tòa thiên vũ thế giới, ở phía trên đỉnh đầu trì giao xây dựng ra, đan sen các loại quang hoa hỗn độn thần khí, tổng cộng 26 trọng, đây là cảnh giới bán tổ, bàn nhược nhất định là biết một ít bí mật muốn nói cho nàng biết, nhưng lại có rất nhiều băn khoăn. Điều chỉ giao có thể làm, chính là xóa bỏ băn khoăn của cô. Bàn nhược đi theo sau chỉ giao. Sau khi đi vào thiên vũ thế giới, mới phát sinh trong thiên vũ còn có thiên vũ, là bất động minh vương đại tôn 27 trọng thiên vũ thế giới. Ở 27 trọng thủy tổ thiên vũ thế giới, theo thứ tự là táng kim bạch hổ và kim nghê lão tổ. Đi vào 27 tầng thủy tổ thiên vũ thế giới chính là kiến trúc cổ xưa chiêu thiên khuyết được bảo tồn từ thời viễn cổ là thánh địa đầu tiên của luyện khí sĩ chỉ giao vừa đi về phía trước vừa nói kiếm giới rất nguy hiểm sóng ngầm mãnh liệt rất nhiều tu sĩ đứng đầu đều rời đi tiềm tàng nhưng ta không thể đi bởi vì đế trần đem kiếm giới giao cho ta hắn nói nếu hắn chết chính là phá cục có thể quấy dày bố cục của trường sinh bất tử giả đến lúc đó Trường Sinh bất tử giả chỉ có thể đem tiền đặt ở trên người hắn. Ngược lại đặt ở trên người ta, ta là lựa chọn thứ hai của Trường Sinh bất tử giả. Cũng là người an toàn nhất toàn bộ kiếm giới. Sau khi hắn chết mới bao nhiêu năm, người xem ta đã bán tổ cảnh giới, có người bức thiết hy vọng ta nhanh chóng trưởng thành, nhưng hắn cũng đoán sai rồi. Hắn nói, Minh Tổ cũng có bố cục trên người hắn, mà Minh Tổ lựa chọn thứ hai chính là Diêm Vô Thần. Nhưng Minh Tổ đã chết diêm vô thần còn sống chẳng phải nói rõ sau lưng diêm vô thần có tồn tại siêu nhiên khác ủng hộ sao tiến vào thanh hư điện chỉ giao dừng bước nói nếu chúng ta ở chỗ này đối thoại đều có thể bị nghe rõ như vậy đối với hắn mà nói trong vũ trụ liền không có bí mật bàn nhược gật đầu nói nếu hắn mạnh đến mức này cần gì phải bố trí thật nhiều quan trọng nhất là nếu thật sự có người mạnh đến mức này hắn sống trên đời còn có ý nghĩa gì sinh tử đạo trưởng rốt cuộc là ai chỉ giao hỏi bàn nhược hỏi sư tôn đang ngờ vực vô căn cứ cái gì chỉ giao thờ dài cho nên sinh tử đạo trưởng đích thật là có thân phận khác nếu sinh tử đạo nhân thật sự là tàn hồn của sinh tử lão nhân trở về bàn nhược sẽ trực tiếp giảng giải như vậy mà không phải hỏi lại hỏi ngược lại đại biểu là không muốn nói ra hoặc là không thể nói ra đây chính là bàn nhược, bàn nhược đối với nàng là tuyệt đối tín nhiệm, sẽ không cố ý giấu giếm. Bàn nhược nhìn ra chỉ giao cũng không có nhìn thấu Trương Nhược Trần. Hẳn là bị Sinh Tử đạo trưởng cố ý nói dối, đoán được ở trên người Hạo Thiên, Trương Nhược Trần không muốn nói cho chỉ giao biết, tất có nguyên nhân, bàn nhược tự nhiên không thể để lộ bí mật, nó không liên quan đến sự tin tưởng. Bàn nhược nói, "Đế Trần hẳn là chết trong tay phái Minh tổ." Như sấm sét vang lên bên tai, ánh mắt chỉ giao lập tức trở nên sắc bén. Nói, có manh mối gì, Trầm Uyên xuất thế, là tìm được trong một vị minh sứ thần cảnh thế giới. Trầm Uyên ở nơi nào? Trong tay sinh tử đạo trưởng. Bàn nhược nói, chỉ giao nói, ta phải đi thiên đình một chuyến. Kiếm của đế trần, nhất định phải lấy về. Minh tổ đã chết, nhưng thi yểm vẫn còn. A à phù nhã và nhược thủy chi mẫu còn sống. Khoản huyết hải thâm cưu này nhất định phải trả lại. Người tham dự ta tới giết, trong bình tĩnh, sát cơ vô hạn, có thể tưởng tượng giờ phút này chỉ giao nội tâm là cỡ nào sát ý, cho dù đối phương là thủy tổ. Cũng không sợ chút nào, bàn nhược đi ngang bước chân, xuất hiện trước cửa thanh hư điện, ngăn cản đường đi của chỉ giao, nói, bí mật này, người biết không ít, nói không nhất định một ngày nào đó sẽ truyền ra. Sư tôn càng nên cân nhắc tình cảnh của côn lôn, nếu hắn biết phụ thân mình chết trong tay phái minh tổ. Làm ra bất cứ chuyện gì đều có thể, tâm tình ba động trong lòng chỉ giao kho có thể bình tĩnh. Nhưng Thủy Trung khắc chế, nàng hiểu rõ hơn ai hết, hôm nay dưới thần giới thế lớn, chỉ có thế lực khắp nơi liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Một khi tin tức Trương Nhược Trần chết trong tay phe Minh tổ truyền ra, tất nhiên sẽ châm ngòi cho cảm xúc báo thù của rất nhiều tu sĩ. Đến lúc đó, thế cục khẳng định mất khống chế, thần giới sẽ trở thành người thắng lớn nhất, các phương thế lực tại cưu hận cùng phân tranh bên trong hao tổn, liền triệt để mất đi cùng thần giới đối kháng lực lượng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sinh tử đạo trưởng cùng từ hàng tôn giả giấu giếm nàng. Từ năm 14 tuổi gặp phải biến đổi lớn trong cuộc đời. Chỉ giao tâm trí liền trưởng thành trong thiên tri bách luyện. Hiểu được khắc chế cùng ẩn nhẫn, có thể dùng lý trí khống chế cảm xúc. Còn có một chuyện quan trọng hơn, minh sứ kia chính là hồn mẫu. Bàn nhược nói, chỉ giao dù bình tĩnh thế nào trong mắt cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nói, hồn mẫu, ý của ngươi là nói liễm hy. Không đúng, còn có thạch kỳ nương nương. Liễm hy chính là nàng cứu về. Hơn nữa là dưới sự trợ giúp của nàng hấp thu thần hồn hồn mẫu. Bàn nhược tiếp tục kể. Đem đại bộ phận chuyện xảy ra ở hôi hải nói cho trì giao. Nói đến thanh lộc thần vương chính là một trong bát bộ tòng chúng A-tu-la chúng thủ chúng. Hơn nữa từ chỗ thanh lộc thần vương chứng thực thạch kỳ nương nương chính là tu sĩ phe minh tổ nhưng giấu giếm trương nhược trần cùng hạo thiên một phần kia chỉ giao ánh mắt băng hàn lúc ban đầu sau đó càng ngày càng bình tĩnh tự nói thì ra là thế rất nhiều chuyện đều có thể nói thông suốt năm đó đế trần rời khỏi phong đô quỷ thành hẳn là đi lưu ly thần điện của thạch kỳ nương nương từ đó vẫn lạc ở trong tinh không xem ra người ta nên tìm nhất là thạch kỳ bàn nhược nói ván này là sinh tử đạo trưởng đang chấp cờ kính xin sư tôn khắc chế cưu hận trong lòng chớ đà thảo kinh xà thì yểm, đối thủ của sinh tử đạo trưởng là thần giới mạng của thạch kỳ là của ta chỉ giao gọi ra huyết huyết kiếm từng luồng huyết khí xoay quanh thân kiếm lưu động kiếm phong chiếu ra một tấm tiên nhan tuyệt mỹ không tì vết bàn nhược nói thạch kỳ nương nương là tồn tại gần thủy tổ nhất trong vũ trụ hiện nay vậy thì sao Ta hiện tại chỉ cần một cái quang minh chính đại giết nàng lý do. Lấy che giấu giết nàng chân thật lý do. Thạch kỳ từ thiên hoang vũ trụ trở về. Đi nơi nào, chỉ giao hỏi, bàn nhược nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ giao nhắm mắt ngưng tư một lát. Nói, ta biết nàng vì sao vội vàng trở về địa ngục giới như vậy. Bởi vì hồng mông hắc long bị chấn áp. 12 tộc thái cổ tồn thất thảm trọng. Vậy thì vì sao, bàn nhược nói, chỉ giao nói nàng tu luyện chính là hữu tận chi đảo hữu tận lại nhiễm hắc ám cho nên nàng sẽ cho rằng cơ duyên của nàng đã đến nàng nhất định đi hắc ám chi uyên nàng cần hấp thu hắc ám chi uyên bên trong hắc ám vật chất đây là nàng trùng kích thủy tổ mấu chốt nhất một khâu bàn nhược nói nếu là như thế nếu là như thế ta liền có một cái lý do chính đáng nguyên sinh cùng thái cổ sinh linh hai vị lão tộc hoàng đã đi trong tinh không bọn họ làm kiếm giới tu sĩ ta giúp bọn họ đối phó thạch kỳ muốn thôn phệ hắc ám chi uyên cũng đủ hợp tình hợp lý đi bàn nhược biết trì giao đã quyết định không ai khuyên được nói đích xác không thể để thạch kỳ nương nương phá cảnh thủy tổ nhưng lần này đi hắc ám chi uyên sư tôn nhất định phải mang theo táng kim bạch hổ và kim ngê lão tổ bất ngờ trì giao cảm ứng được cái gì cùng bàn nhược một lần nữa xuất hiện trên đỉnh chu sa họa tông chuyện gì đã xảy ra cô hỏi cửu thiên huyền nữ thần sắc ngưng trọng nói hẳn là thiên đường giới bên kia đã xảy ra chuyện quang minh thiên địa thần tác khóa hồng mông hắc long vừa rồi kịch liệt chấn động xuất hiện quang ám lóe ra chỉ giao chỉ về phía hư không rào một mặt không gian quang kính xuất hiện ở vòm trời hình chiếu ra thiên đường giới chỗ tinh vực cảnh tượng toàn bộ kiếm giới đều dắt tới bắc trạch trường thành khoảng cách thiên đường giới quá xa xôi cho dù chỉ giao là bán tổ, cũng chỉ là cảm ứng được trong thiên địa truyền đến rất nhỏ dao động. Trong không gian quang kính, là tinh hải mênh mông, thiên đường giới nằm ở trung tâm nhất, bị vô số hàng tinh lấp lánh phát sáng cùng thần tọa tinh cầu bao vây. Một cái vô cùng thô to quang minh thiên địa thần tác. Từ thiên đường giới các nơi bệnh ra, xuyên qua tinh hải, một mực kéo dài tiến vào ly hận thiên, những thứ này bệnh thần tác quang minh thiên địa quy tắc giống như là một gốc cây đại thụ dễ cây cắm dễ ở thiên đường dưới các nơi trong gương chỉ có thể nhìn thấy quang minh thiên địa thần tác đang kịch liệt rung động trấn đến vô số tinh cầu rơi xuống toàn bộ tinh vực không gian đều đang lay động là khí thức của nhược trần vẫn thần đảo chủ từ trong biển mây mà đến vùng tay áo điều động tinh thần lực bàng bạc tràn về phía không gian quang kính nhất thời không gian quang kính đối với tinh vực thiên đường giới càng thêm rõ ràng chỉ giao đồng từ co rút lại ở trong quang kính tinh hải nhìn thấy một đạo nhỏ bé như bụi bặm thân ảnh quen thuộc không phải trương nhược trần thì là ai chỉ thấy trương nhược trần chỉ là hít một hơi liền đem cả phiến tinh vực bên trong thiên địa chi khí hít vào trong bụng hai tay nâng lên trong nháy mắt trong vũ trụ xuất hiện hàng tỷ đạo kiếm khí những kiếm khí dày đặc như tinh vân này hội tụ vào lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh trảm thiên thần kiếm bá thần kiếm vung ra chém về phía quang minh thiên địa thần tác ầm ầm quang hoa sáng ngời bao phủ không gian quang kính trên đỉnh chu sa biến thành một mảnh trắng sáng hốc mắt bàn nhược đỏ bừng run giọng là nhất tự kiếm đạo đế trần không chết hắn còn sống bàn nhược căn bản không tin đây là trương nhược trần chân chính không tin trương nhược trần sẽ vì cứu hồng mông hắc long mà bại lộ bí mật còn sống của mình mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giờ phút này đã có không ít thần linh côn luân giới xuất hiện ở họa tông nàng nhất định phải có phản ứng chân thật nhất không thể bại lộ bất cứ sơ hở nào thái sư phụ kiếm giới liền giao cho lão nhân ra chỉ giao càng thêm quyết đoán lấy bán tổ thần khí bao vây bàn nhược phá vỡ không gian bích trướng bay khỏi bắc trạch trường thành hướng thiên đường giới chỗ tinh vực chạy tới nàng có thể cảm nhận được khí tức và thiên cơ của trương nhược trần trong lòng có vô số nghi vấn nhưng hết thảy nghi vấn chỉ có chạy tới thiên đường giới mới có thể giải khai liên tục bổ hai kiếm đem quang minh thiên địa thần tác chặt đứt một nửa năng lượng chấn động kịch liệt khiến các nơi trên thiên đường giới xuất hiện vô số tai nạn sóng thần động đất núi lửa phun trào may mắn đây là một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới hộ giới đại trận rất nhanh mở ra mới có thể chịu đựng được đổi lại cái khác đại thế giới sớm thế giới sụp đổ Hóa thành tinh không bụi bặm, A à, Phù Nhã đứng trên đỉnh núi Mã Nhĩ Thần Sơn, nhìn bầu trời xa xa, trong mắt vừa có khiếp sợ không thể tin, lại có một tia vui sướng khó nén, như Trương Nhược Trần như vậy kinh diễm nhân vật, cho dù là địch nhân, cũng sẽ bởi vì hắn ngã xuống mà cảm thấy một tia tiếc nuối. Tự nhiên cũng sẽ bởi vì hắn còn sống, sinh ra vui sướng cùng chờ mong vi diệu, cho dù biết rõ tương lai mình có thể sẽ chết ở trong tay hắn. Loại cảm giác này có lẽ gọi là thưởng thức. Đế Trần xuất thế, tin tức nhanh chóng truyền ra. Chấn động Tinh Không, Thiên Đình Vũ Trụ Vạn Giới Hội tụ, Thiên Đường giới cách Thiên Đình không xa. Trương Nhược Trần và Hiên Viên Liên đang ở trong Thiên Phạt Thần Sơn. Tự nhiên là cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy trong Tinh Không. Hắn, hắn cư nhiên còn sống. Tai họa Di Thiên Niên, người này thật đúng như trong lời đồn, rõ ràng chính là một trường sinh bất tử giả. Hiên Viên Liên kinh hỉ không thôi nhưng trong giọng nói lại mang theo lãnh ý, hiển nhiên. Những năm trương nhược trần ngụy trang tinh thần mình trở nên xa sút và hưởng lạc. Đã đắc tội hiên viên liên không nhẹ, rõ ràng mọi người là chi kỳ hào hữu thưởng thức lẫn nhau, nhưng tên kia lại muốn chiếm hữu nàng. Trước mặt rất nhiều người, đem nàng bắt vào trong ngực rót rượu, thậm chí sau khi nàng tức giận, còn vỗ mông nàng hai cái, một bộ dáng hỗn trướng đùa giỡn người. ngươi có thể như thế nào, quả thực vô pháp vô thiên cũng không biết là thật sự trầm luân hưởng lạc, hay là cố ý giả ngây giả giải, muốn mượn cơ hội đem nàng đắc tội, để phân rõ giới hạn. Nếu là ý sau, hiên viên liên nhìn ra trương nhược trần sau khi trở về chiến lực không phải chuyện đùa. Cách tinh vực xa xôi, đều có thể cảm nhận được khí chàng áp bách, hiển nhiên tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Đây là một tu sĩ ý chí xa sút nếu không chết, nếu lúc trước là giả ngây giả giải, phải nghĩ biện pháp để cho hắn vì hành động của mình trả giá thật lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Hiên Viên Liên hiện ra ý cười. Hiên Viên Liên không phải Hiên Viên Thanh, nàng đối với nam nữ tình dục hứng thú cực thấp, trong lòng đều là thiên hạ đại sự, vũ trụ sinh linh, đạo pháp càn khôn, Hiên Viên Thanh chỉ đại biểu một phần chín tâm niệm của nàng. Tức đại biểu quang minh đạo pháp, cũng đại biểu một mặt thân nữ nhi. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, nhìn thấy nụ cười lạnh quỷ dị trên mặt cô, nhíu mày âm thầm khiếp sợ, đây là con nhớ thù, đã nói chi kỳ hào hữu chỉ là ôm một cái, liền ghi hận đến bây giờ, không phải chính nàng cũng coi mình là đàn ông sao. Hết chương 4112 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.